Xin chào tất cả các anh chị. Tôi là Phạm Thị Thu Hà, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển Phúc Đại An. Công ty tôi thì chuyên về cung cấp vật tư điện nước. Tôi cũng có dùng sản phẩm đông trùng hạ thảo của Taxi. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ về một số cái cảm nghĩ của tôi đối với cái sản phẩm đông trùng hạ thảo. Cách đây một tuần thì tôi cũng có bị ho khoảng 3 tuần. Ho 3 tuần và tôi đã dùng rất nhiều phương pháp nhưng mà không thể đỡ, đặc biệt là tôi đã dùng rất nhiều loại kháng sinh. Thực sự là rất nhiều loại kháng sinh mà tôi cảm thấy rất mệt, đến mức mà tôi nằm tôi còn thấy chóng mặt. Thế nhưng mà cũng không thấy có tác dụng gì. Sau đấy thì tôi cũng có chia sẻ với cả viện trưởng viện nghiên cứu hữu cơ, đấy là anh Nguyễn Văn Cường, về cái tình trạng sức khỏe của tôi. Và anh Cường cũng có đưa ra giải pháp là em có thể dùng một là sản phẩm đông trùng hạ thảo mật ong cùng với cả sản phẩm là tăng cường sức đề kháng của Taxi. Và anh Cường cũng cũng thực sự là cũng cảm ơn anh Cường đã tặng cho tôi. Anh Cường đã tặng cho tôi cái sản phẩm đấy và sau khi tôi dùng được đến ngày thứ hai thì tôi cảm nhận là đỡ đi rất nhiều. Và đến ngày thứ ba thì gần như tình trạng ho và khản giọng của tôi là gần như là hết sạch, không còn bất kể dấu hiệu gì là ốm nữa và tôi lại đi công tác bình thường, đi khắp các nơi. Và tôi thực sự bây giờ đối với tôi thì cái sản phẩm đông trùng hạ thảo như là một cái liều thuốc để tôi có thể sử dụng hàng ngày và thực sự là rất là tốt. Đặc biệt là cái sản phẩm về đông trùng hạ thảo mật ong của anh Cường thì tôi thấy là không phải là bên nào cũng cũng có cái sản phẩm như vậy. Và thực sự là không phải là tôi dùng mà con trai tôi dùng và anh em bạn bè của tôi dùng và khách hàng của tôi hiện tại tôi vẫn chưa. Hiện tại là tôi đang tặng cho anh em bạn bè của tôi và đối tác của tôi. Thực tế là tôi cũng cũng không nhờ anh Cường mua hay là như thế nào đấy mà là tôi đang tặng và tiền đấy là tiền của tôi. Nên thực sự là sau khi các anh chị dùng thì các anh chị bảo là rất cảm ơn em, mặc dù là cái sản phẩm nó giá trị nó không phải là lớn nhưng mà cái quan trọng nhất đối với tất cả mọi người đấy là cái sức khỏe. Thì tôi thấy nó rất là hiệu quả. Đấy thì tôi cũng rất là mong quý vị và các anh chị có thể ủng hộ cái sản phẩm đông trùng hạ thảo Taxi, vừa giúp cho các anh chị có một sức khỏe tốt và lại vừa giúp cho doanh nghiệp phát triển được. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Với tên gọi taxi cho đông trùng